Từ khi đá thủ hộ bị vỡ, bác hoàng suy kiệt, quân hỗn độn tấn công vào, bác hoàng nguy kịch, tìm ma đạo muốn thay đổi, phải liều lĩnh độ kiếp. Đại quan hành cần giúp. Cha mẹ ta là tầm linh giả, họ nhận được nhiệm vụ là phải bí mật điều tra tung tích của đá. Mỗi tháng họ đều nhờ người gửi thư cho ta, nhưng thư và đồ ăn tháng này đều bị Hồ Tôn cướp mất rồi. Tầm linh giả đi đâu? Tần Dương phái người đi tìm nhưng không tìm thấy. Sức mạnh của đá luôn bảo vệ bác quan, nếu tìm được manh mối của đá, ác sẽ tạo phúc cho chúng sinh. Phản quân quỷ tộc đến, chúng ta không thể chống lại sức mạnh quỷ linh. Hãy báo mọi người đến khu an toàn. Giới này đã bị phong ấn, ngươi hãy đến bảo vệ đá của làng. Dân làng đã vượt qua ải này, nhưng đối với anh hùng chỉ mới bắt đầu thôi. Thu thập một lôi điện thảo giúp bạn có chân linh hộ thể, độ kiếp thuận lợi. Hỡi người được chọn, ngươi đại thần thức của ta vẫn luôn bảo vệ thôn biên cảnh, nhưng đá bị vỡ, sức mạnh của thủy quân đang ăn mòn mảnh đất này. Quả thân ý nghĩa của ta đã phong ấn nó trên đông phương đảo. Bác quan gặp nạn, ta bị giả hùng bao vây, anh hùng hãy cứu giúp. Ta cần tới tham gia lễ sinh nhật của Thanh Khâu Đế Cơ. Sao ngươi lại biết thân phận ta? Ta rời Côn Luân Khư, không thể dùng pháp lực. Hãy giúp ta diệt hỗn độn binh. Sư phụ là thần Côn Luân Khư, ngài đến tìm Linh Ngọc Tôn để bàn bạc đối phó quỷ tộc. Sư phụ ở trước đạo đài.
Ngươi đích thực là người được chọn. Ta dùng pháp lực trấn áp dục quả giả, đồng ý triệu hồi. Dìm ma lũy ở phía đông, quá thần thường long chờ ngươi khiêu chiến. Khiêu chiến dục quả giả, hãy nỗ lực. Nhiệm vụ thủ hộ đá gia trời đại hoàn thành, giao cho ngươi. Nếu có thể độ kiếp, không là tiên cũng là ma. Tiên và ma không tượng trưng cho chính và tà. Chính tà nằm giữa nhất niệm,